anh em. Tôi hôm nay làm cái video như chia sẻ với các bác với anh em sau một ngày, hơn một ngày tôi trải nghiệm trên cái chiếc xe Fortuner này. Thì về cái phần nội thất, hôm nay tôi sẽ làm cái video đánh giá chi tiết cho các bác anh em, những người mà đang có cái ý định mà muốn tham khảo một cái dòng xe tầm tiền 1 tỷ mà xe mới, còn xe cũ thì xe này 2 tuổi, hơn 2 tuổi xíu rồi. Thì chúng ta tham khảo cái dòng Fortuner đời 2019 này nếu mà các bạn có ý định mua xe cũ. Thì đây, trước hết là cái phần cái xe này thì số tự động rồi. Bắt đầu từ bên ngoài vào đi. Thì đây cái này là gập là lên xuống kính thì chỉ có mình kính tài là auto thôi, còn toàn bộ là phải giữ. Cái này kính tài auto một chạm. Cái này là mở cửa, lốc cửa. Đấy, giống như tôi nói cái chia sẻ lần trước á, là cái xe Nhật á, tôi thấy có một cái hay đó là khi mà ngồi ở trong này này, lốc cửa lại một cái là không đấy, là ok. Đó. Còn đây là chỉnh gương. Bên trái sang bên phải. Đấy, cái này là cái gì tôi chưa biết. À, gập gương, cái này là gập gương. Rồi. Đấy. Xe Nhật thời gian gần đây thì có một cái này nó khá là hay, nó làm cái chỗ đựng cái khay nước như thế này, khá là tiện lợi cho tài xế. Xe này thì có 6 loa. Đây, hai loa này, hai loa nhỏ trên đây và 4 loa ở 4 cánh cửa. Đấy. Cái phần đây thì đều bằng nhựa hết, nhựa. Mặt này nó cũng nhựa, chỉ có chút xíu đây là bằng da thôi. Chút xíu đây là bọc da. Vô lăng thì phần này là gỗ chứ không phải, chắc là gỗ chứ không phải là nhựa. Đây là da nhưng mà cứng lắm, sờ không đã được. Đó. Còn đây là tôi thấy có hai cái cần số ở trên đây, số cộng và trừ. Cái này rất là tiện cho cái việc mà chúng ta đi lại trong các cái đường khó. Tất nhiên là trên cái hộp số này á thì nó cũng sẽ có số cộng số trừ rồi. Cái này thì thao tác, nhưng mà đây là cái lẫy thể thao thì nó cũng tiện hơn. Đấy. Bên đây thì cái cần bên trái thì tất cả dòng xe Toyota thì đây là đèn rồi, không phải đèn gầm rồi đèn đấy, xi nhan luôn, vừa đèn vừa xi nhan luôn. Đấy. Còn bên đây là cần gạt mưa, gạt nước mưa thì nó cũng có các cái chế độ nhanh chậm. Đó. Các cái chế độ không có auto, tôi không thấy chữ auto. Táp lô này bằng da, bằng nhựa. Đây có hai cái này bọc da, đây mạ mạ sáng, mạ màu không phải là chrome, cái này là mạ bạc sáng. Cái màn hình này thì màn hình theo xe rồi, nếu tôi không sai thì giống như kiểu ngày xưa tôi có xài cái xe trước, hình nó giống như kiểu là Pioneer, cái kiểu nó như vậy. Cá nhân tôi thì tôi không thích cái kiểu thiết kế như thế này, đó là tôi nói thật luôn. Nhìn nó có cái gì đó nó thô kịch kịch. Còn điều hòa chỉnh cơ hết, nói chung là cơm, không có tự động tự điếc cái gì cả. Đó. Đây là lấy gió trong, lấy gió ngoài, có sấy kính sau. Đây thì cái hộc này, có một cái hộc này khá là tiện lợi. Đây, cái hộc này. Cái hộc này thì bình thường thì nó sẽ như thế này, nhưng mà khi mà chúng bình thường đậy lại như thế này nhìn cũng khá là đẹp, nhưng mà nếu cần thiết thì đây nó sẽ là hai cái hộc để hai cái ly nước, hộc để ly nước. Ghế thì ghế da theo xe. Ghế thì tôi phải nói thật luôn là ghế không được ôm lắm. Tuy nhiên là được một cái điểm tốt nhất ở như cái này, đó là cái ghế này nó chỉnh điện nha các bác. Nó có về trước này, về trước về sau này, lên xuống này, rồi ngã lưng này, ghế chỉnh điện hết, cũng không đến nổi lắm. Xem như cái này là một cái điểm cộng ở trong cái xe này. Đó. Và cái điểm tiếp theo nữa đó là trên vô lăng này thì cũng đầy đủ nút bấm, và có một cái điều đó là làm cũng khá là cân đối. Tôi thấy dòng Toyota như thế này, tôi ghét nhất ở Toyota đó là bên cái thông thường là bên cái phần bên này, bên trái này này là nút bấm dày đặc lại, trong khi đó bên này nó không có. Thay vì á, giống như một số dòng xe tôi thấy như Prius này, Corolla Atis này, hay là Hilux, thì các cái bản thiếu á, thường là nó chỉ có một số các cái nút bấm ở bên đây, thay vì ví dụ như bên đây người ta sử dụng tới 4 à tới 6 hoặc là 8, thì chia ra nhìn nó sẽ cân đối, nó sẽ đẹp hơn. Ở đây dồn hết sang bên đây,
nếu mà các bác để ý nha, cái bản số sàn, nếu mà Fortuner bản số sàn là nó như vậy, nó nằm ở nguyên một bên, còn bên này nó trống trơn chẳng có cái gì. Đó là cái mà tôi ghét nhất, nhưng mà thật là may là cái bản này là nó chia đều ra hai bên, cũng được, không đến nỗi lắm. Như vậy là nhìn đẹp, cân đối. Đây là túi khí. À, tôi nói túi khí thì cái xe này 7 túi khí. Túi khí ở đây, túi khí dưới ghế và túi khí đây. Khi mà chúng ta nhìn thấy các cái hàng chữ này là có túi khí. Rồi cái gì nữa? Một cái điểm mà tôi không thích ở ở xe Toyota đó là cái gì? Đây, các bác nhìn. Đó. Làm như thế này chờ đến làm gì? Nhìn thà như làm phẳng hết để đặt cái nút này nó vô trong giữa, có phải nó đẹp không? Nó có phải cân đối nhìn có đẹp không? Đây tự nhiên làm mấy cái nút chẳng có cái tác dụng gì. Trong đây cũng vậy này, đó. Đây này. Kiểu kiểu nó như vậy. Xe thì có hai chế độ lái, Eco và Power. Cái chế độ này thì chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Nó là hai chế độ. Ghế thì ghế da cũng được, không đến nỗi lắm. Thực sự là da này không phải là xịn sò, nhưng mà cũng không phải là tệ. Bên tắp ly cửa thì cái phần đây này, người ta làm bóng khá là đẹp. Đẹp lắm. Các cái này thì đều mạ chrome hết. Đây ốp da, đây cũng da, nhưng mà đây là nhựa, đây là da. Cái phần đây nguyên cái phần đây là da, ốp da, da mềm. Nó có cái hay đây này, nó có cái hộc để đồ ở đây, và lại vẫn đang còn một cái hộc để đồ ở dưới đây, cái hộc để đồ, cái hộc ở đây, ở dưới đây là phải mở khóa, còn ở trên đây thì không, nhưng mà có cái hộc để đồ khá là tiện dụng. Này, hay cái là Toyota là nó có những cái hộc để cốc, thời gian gần đây nó làm để mấy cái ly nước như thế này, nó tiện cho cái việc quá trình mình sử dụng. Rồi một cái nữa đó là gì, cái phần tổng thể về cái này, cái mặt táp lô này tôi chia thành hai, cái mặt đường 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 chỗ tài xế này thì tôi thấy ok, nhưng mà cái phía đường đây này các bác nhìn kỹ coi, tôi thấy nó có cái gì đó nó lòng ngoằng rườm rà lắm. Mà thực sự đây là cái quan điểm cá nhân của tôi nha, chứ không phải là ấy đâu. Thì tôi thấy nó không gọn gàng. Tôi thích cái kiểu ví dụ như để hai cái quạt gió ở bên đây, mở rộng cái không gian này, đưa cái màn hình này lên trên đây, đưa lên trên đây, đưa cái bấm nút đèn cảnh báo này nó xuống dưới, rồi đưa cái này nó lên trên, thì cái đồng hồ này nó vẫn nằm ở trên đây, nó đưa lên. Đó là cá nhân tôi thôi, chứ còn mỗi người mỗi. Còn đây không nên để hộc điều hòa. Và cái phần đây á, nếu mà làm như thế này cũng được, nhưng mà đừng có chảnh khe nhiều quá. Cá nhân tôi không thích những cái điều như vậy. Đó. Đó là về phía đằng trước của cái xe này. Tôi lùi ghế lại làm sao. Đấy, đây, tôi lùi ghế lại làm sao cho nó thoải mái. Vô lăng thì phần đây mạ sáng cũng đẹp. Phần đây làm chắc là nhựa, chứ tôi đoán không phải là gỗ, nhưng mà cũng không biết có phải gỗ hay không, tại vì tôi cũng không rành lắm. Nhưng mà nếu là gỗ thì tốt, mà không nhựa, không gỗ thì người ta làm bằng nhựa cũng làm giá gỗ cũng đẹp. Những cái màu này nó không sặc sỡ, nó đầm đầm màu nhìn cũng đẹp đó. Chỉ có điều là tôi thích không thích cái chỗ này với cái khúc này là tôi thấy thực sự là tôi không thích, nó thật lòng luôn, nó là như vậy. Về hàng ghế sau, ghế thứ hai của xe thì ngồi khá là thoải mái. Tôi có ngồi rồi. Và cái hàng ghế thứ ba thì nó hơi chật, nói thật luôn là nó hơi chật. Đấy. Hàng ghế thứ hai thì có bệ tì tay, có thể ngả lưng ra được, ok, ngồi cũng khá là ổn. Ở bên hông thì cũng được bọc da giống như cái kiểu ở đằng trước thôi, cũng không có cái gì khác. Nói chung là Toyota mà. Cố gắng là tối giản những cái gì mà cần thiết nhất để mà không bị hư hỏng, rồi giảm được cái chi phí. Đó là những cái gì mà tôi biết. Còn cái gì nữa? À đây, còn cái này tôi chê cái này nữa này. Cái này các bác này, cái cần số này làm nhìn thô thô sao á. Nó không nói chung á, nếu mà người ta làm gọn gọn lại xíu nữa thì nhìn khá là đẹp, nhưng mà bù lại thì cái cần số này tôi lại thích. Hai cái cần số này thì nó nhỏ nhỏ, nó lùn lùn, tôi thích cái cần số này nhỏ nhỏ lùn lùn. Trên đây bọc da, ở đây mà cái hốc này là cái hốc, nếu mà trong trường hợp ví dụ như chúng ta mất chìa khóa cái gì mà tôi thấy mấy anh hướng dẫn là cậy lên cái là bỏ vào đây là về số được đó. Những cái đó thì chúng ta khám phá sau. Nó cũng chưa có nút start tốt, nên chỉ có chìa khóa cơ thôi. Chìa khóa cơ.
loa liếc thì nghe cũng ổn. Còn về trải nghiệm chạy ở trên cung đường, trên đường á, thì nói thật luôn là cái xe này cái vô lăng của nó rất chi là nặng. Có lẽ là tôi chạy quen Ford là trợ lực điện rồi, cho nên bây giờ cảm giác cầm cái vô lăng của trợ lực dầu cực kỳ là nặng, nhất là khi mà chúng ta xoay sở trong một cái không gian nhỏ mà phải đánh lái, ví dụ như kiểu đánh lái chết như thế này, cực kỳ là nặng, nặng lắm. À, xe tôi thì nó nhẹ, tại vì trợ lực điện thì lúc nào nó cũng nhẹ hơn. Đó, đó là còn cái màn hình này thì tôi thấy cũng khá là đẹp, ok, cũng rộng dễ nhìn. Đây có cái màn hình analog, thì cái này là màn hình này là hiển thị các cái thông tin ở trên khi chúng ta vào lái thì cũng được. Tiếc là cái xe này cũng tiền tỷ, nhưng mà cái màn hình này làm đúng chất của Toyota, nhỏ xíu. Lẽ ra mà làm to ra được với bằng cái khung này có vẻ đẹp không? 8, 10 inch gì đó, 9 inch gì đó cũng được, nhìn nó rộng, nó thoáng, đẹp hơn. Đấy. Rồi còn cái gì nữa chúng ta cùng tìm kiếm xem là cái gì. Xe này thì xe một cầu, không có cái gì cả. Ở đây những cái điểm đây thì tôi có chia sẻ rồi, nó không biết là nó là nhựa thôi nhưng mà nó làm bóng đẹp lắm, sờ rất là mịn. Xe thì sáng nay tôi mới rửa nhưng mà cũng sạch sẽ khá rồi. Đây là có lẫy đổ xăng với lại đẩy nắp capo. Xe tôi thì đổ xăng đổ ấy thì nó cái lốc khóa nó nằm ở đây. Đây cái đèn này, đèn nó cũng đẹp nhưng mà tôi có lẽ là tôi chưa quen cho nên hai cái thanh này này, hai cái thanh đứng này này, nó cứ cho tôi cái cảm giác giống như kiểu là cái khi tôi đang chạy lên đến cả trăm cây số, nhiều khi cứ quên quên cái kiểu đó. À, ở trên đây thì không có cái gì cả, tấm chắn nắng này, bọc nỉ, trần cũng bọc nỉ thôi. Đây là đèn, đây có hộc để kính cũng được. Rồi phía đằng sau thì có đèn sau, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba đều có cửa gió điều hòa cả. Đó. Đó, tất tần tật những cái gì mà tôi biết về cái xe này thông qua nội thất cũng như là ấy, thì hôm nay làm cái bài đánh giá chia sẻ về mặt tổng quan thì cảm nhận cá nhân tôi thì phải nói thật lòng, nếu mà được phép nói một câu thật lòng thì tôi chê cái thứ nhất đó là cái vô lăng nó nặng, cái thứ hai nữa đó là cái không gian ở đây, không gian ở đây nhìn nó hơi rối rối, cá nhân tôi là như thế, thấy hơi rối rối. Còn anh em các bạn các bác thì không biết là cảm nhận như thế nào. À, cái điểm mà tôi thích ở trên cái xe này là vô lăng làm bằng gỗ hoặc là nhựa gì giả gỗ tôi không biết đó. À, cái này giống như tôi chia sẻ nhìn nó cân đối. À, lẫy số thể thao ok. À, phần đây cũng được bọc da một xíu cũng tạm tạm được đó. Là những cái gì mà tôi có thể nói là tôi thích nhất. À, có hai cái chế độ lái cũng được, ok, hai chế độ lái này cũng cho chúng ta cái cảm giác lái cũng cũng tốt, tiết kiệm nhiên liệu và mạnh mẽ. Đấy. Hàng ghế thì cũng không phải là ôm sát lắm. Thực tế là ghế da không 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 ngon cho nên thành ra là nó cũng ở mức vừa phải, ngồi cũng vừa phải thôi, không không quá xuất sắc đó. Thì hôm nay thì ngày thứ hai tôi trải nghiệm cái xe này. À, chia sẻ với các bác anh em thì chúng ta cùng tham khảo. Mong là các bác sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của tôi. À, một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.